Ok, hello mọi người, đã quay trở lại với kênh Thanh Media của mình. Trong cái clip lần trước mình làm về cái ghế cabin này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm về cái bàn. Thì tất cả những cái món đồ của mình á, mình xài một thời gian thì mình sẽ review cho các bạn biết, cũng như là mình hướng dẫn các bạn cách lắp đặt như thế nào đó. Thì ít khi nào mình mua một cái món đồ nào đó và mà mình về mình khui, mình quay video liền luôn các bạn. Tại mình xài, mình trải nghiệm á, mình cảm thấy ok, món đồ này được thì mình mới review cho các bạn biết. Thì mình mua đồ mà mình mở ra mình thấy nó không được ưng ý các bạn là mình rất là nản, mình không có review đâu đó. Mình khui ra mình thấy ok, mình xài thời gian thì mình sẽ quay lại mình review cho các bạn biết. Thì hồi trước thì làm những cái ghế này đó, video này mình sẽ làm những cái bàn, thì trước làm những cái ghế. Thì cái kênh của mình á, mình để ý luôn là mình review những cái sản phẩm mà mình xài một thời gian á, mình làm về cái chuyên đề mình review á, thì rất là view mình rất là nhiều người quan tâm, cũng như là cái đăng ký sẽ nhiều hơn là những cái clip mình đi tour đó. Thì cũng chính vì thế hôm nay mình đã làm cái clip như thế này, review về cái bàn cho các bạn biết. Thì cái bàn này sẽ phục vụ cho công việc cũng như là các bạn đi câu cá dã ngoại các bạn, ở ngoài trời đó mình chở theo nó sẽ tiện hơn đó. Thì đây là cái bàn của mình mua trên Shopee. Thì giờ mình sẽ review trước cho các bạn biết, cũng như là hướng dẫn các bạn cách lắp đặt như thế nào. Rồi sau đó thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì một bộ sản phẩm đều có cái túi như thế này các bạn. Túi này là giải dù nha. Đó, nó chống mưa. Thì nó chống mưa nhỏ thôi các bạn. Còn mưa lớn là chịu nha, vô tới trong luôn các bạn ơi. Đó, bỏ bằng bền chưa. Đây, đây là cái gọng của nó. Tất cả những cái chân này nè các bạn, nó sẽ đều có những cái lỗ để mà mình nhét cái cây này nè. Đó, một bộ sẽ có hai cây nha. Đó, khi mình xài thì mình tháo ra, không xài thì mình nhét vô lại. Đó, đó mình nhét vô lại. Thì bây giờ việc đầu tiên là mình sẽ banh cái này ra. Cái phần là phần chân nha các bạn, phần chân nè nó bằng bằng. Còn trên đây là những cái chỗ mà để dành mình nhét cái cây vô các bạn. Đó, phần chân thì mình sẽ để nó xuống, banh nó ra. Cái này mình làm thoải mái thôi các bạn, không cần phải sợ, không cần phải gãy, không sợ nó gãy hay gì đâu, nó rất là kiên cố. Đây, hai cái cây này đó, nó đều có hai cái lỗ hai bên ha, thì nó tương đồng với lại những cái chốt như thế này đó. Nó sẽ có một cái cây trên đây mà mình chỉ vô đây ha, gắn vô đó, nó đều vô khuôn khổ rồi các bạn. Các bạn mua về lắp đặt nó cũng đơn giản lắm, không gì khó hết đó. Một bên rồi, thêm bên này nữa. Ok hả, mình khoái là nghe, rất là khoái nghe những cái tiếng mà như các bạn gắn đồ nghe cạch cạch đó, nghe rất là phê. Rồi ok ha, thì tương tự như cái miếng này đó, nó sẽ có bốn cái chốt các bạn, 1 2 3 4. Thì bốn cái chốt này các bạn sẽ gắn nó ha, nó vòng tròn thì các bạn sẽ ụp nó trong đây luôn, ụp nó vô kiểu như vậy ha. Thì cái này mình sẽ bắt nó nằm phía ngoài nha các bạn nha, nằm phía ngoài của hai bên chứ không phải là mình bắt nó nằm ở trong nha. Đó, mình cứ việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ canh cho nó ngay trước các bạn, như cái này nè đó, mình sẽ canh cho nó ngay trước, tại vì cái này mình để vô được nè các bạn ha, kéo tới cái đuôi được bốn chỗ luôn đó. Thì mình canh cho nó ngay trước xong rồi mình để xuống ụp và mình ấn xuống cái này sẽ vô rồi, cũng như là cái này mình đã có làm qua rồi các bạn đó, cho nên bây giờ mình làm sẽ lẹ hơn ha. Đây các bạn, mình làm phía phía trong trước đây ha, mình gắn phía trong trước cho các bạn xem để các bạn hình dung nữa đó, nó vô được khớp thôi ha. Cái này thì gì, mình chỉ việc để xuống thôi đó, hai bên luôn. Thì cái bát này nó sẽ nằm phía ngoài nha, cũng như là mình đã nói hồi nãy rồi, chứ nó không có nằm trong đây nha các bạn ha. Nè đó, mình để xuống là nó nằm phía ngoài này đó, thì bên đây nó cũng vậy đó. Như vậy là xong các bạn, dở lên luôn nó cũng không xúc đâu các bạn, tại vì cái này nó rất là chắc chắn, nó ra khuôn khổ các bạn ơi. Đó,
Đây là một cái loại bàn các bạn có thể mang đi cắm trại cũng như là câu cá này kia rồi, rất là tiện, nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn những cái bàn sắt các bạn, và đặc biệt nó là nó thẩm mỹ hơn các bạn, nó đẹp hơn, nhìn kiểu nó dã ngoại hơn là những cái bàn mà thông thường như các bạn uống cà phê ha, nó không có gấp gọn được. Còn cái này gấp gọn thì mình có thể là treo nó trên xe, bên hông xe ha, để phía trước như thế nào đó tùy các bạn. Cái bàn này rất là nhẹ các bạn, nhẹ lắm. Thì mình đã hồi trước mình đã mua chung nó với là cái ghế này, nó là một bộ chung với nhau. Tuy nhiên thì mình nhớ là mình mua nó hai cái shop khác nhau các bạn. Cái này bên shop khác, cái ghế này bên shop khác. Thì cái bàn này mình mua với giá là hơn 200k các bạn, tính luôn tiền ship á. Thì mình vừa mới coi lại cái đơn của mình là như là 230 mấy k, đã tính luôn tiền ship các bạn. Đó, 200 mấy chục ngàn cho một cái bộ bàn như thế này. Thì tại sao là mình mua cái bàn các bạn? Tại vì mình là dân đi tour thời gian dài. Có thể là các bạn sẽ sau này các bạn sẽ giống như mình, là các bạn đi tour đường dài này kia rồi, mình sẽ một thời gian mình sẽ chán đó, lúc đó mình sẽ có suy nghĩ là mình đổ qua một cái chủ đề mới, một cái thú vui mới. Thì mình đi tour, mình ở khách sạn lâu dài này kia rồi, nhiều khi nó cũng chán các bạn. Và ví dụ như các bạn chạy trên một cái đoạn đường nào đó mà chỗ nó hoang sơ đi ha, đó ví dụ như các bạn đi Đà Lạt thì các bạn có thể ghé vô trong rừng thông, thì bạn mà các bạn có chỗ các bạn ngồi, nhiều khi cái chỗ người ta không có bán nước đó, không có quán ăn này kia đồ, rồi mình muốn đặt cái vị trí đó cái mình ngồi chiêu chiêu thì đâu có bàn ghế đâu các bạn. Chính vì cái vấn đề đó nên mình đã sắm cái bộ bàn ghế để nó mang theo, lúc nào mình đi tour thì mình cũng có thể là đem những cái bộ này theo rất là tiện. Các bạn mà muốn xem cái cách gắn ghế này như thế nào thì các bạn cứ coi lại cái video cũ của mình đó, thì mình sẽ ghim dưới phần mô tả cho các bạn biết đó, cũng như là các bạn hôm nay như thế nào. Thì hai cái món này nhập lại nó rất là gọn các bạn, cái ghế này mình gặp lại tầm vui như thế thôi ha, cái bàn thì nó cũng khoảng bao nhiêu như thôi, rất là gọn luôn đó. Thì sẵn đây để mình đo thử cái chiều dài cũng như là chiều ngang, chiều cao như thế nào cho các bạn hình dung nó ha. Thì cái bàn này bề ngang của nó đi ha, đó này mình tính cái bàn ngang nha, tại vì bình thường mình đi dã ngoại mình để cái bàn như thế này các bạn, thì mình sẽ tính cái bàn ngang của nó. Ok, bề ngang của cái bàn này là khoảng 67 nha các bạn, 67 cơ đó. Rồi, ok, cái bề dài của nó là bao nhiêu? Bề dài của nó khoảng tầm chừng 42 các bạn, 42 là cái chiều cao. Chiều cao của nó cũng vậy luôn các bạn ơi, tầm 42 luôn. Thì cũng khá là gọn đó các bạn. Các bạn mua cái bàn này rất là tiện nha. Nhiều khi là mình đi có một cái tour nào đó trong ngày về mà các bạn không muốn khách sạn, thì ví dụ như các bạn đi hai người thì các bạn cũng có thể là đem theo hai cái ghế và một cái bàn, rồi mình ghé vào Bách Hóa Xanh hay là một cái siêu thị nào đó, các bạn có thể mua đồ ăn chế biến đem theo, rồi mình ra biển chơi đó, mình chạy ra rồi mình ngồi mình chế biến đồ ăn, mình chơi trong ngày thôi, mình về thì nhiều khi mình không cần thiết phải muốn đến khách sạn các bạn đó, mình cũng hơi tốn kém ha. Thì đây là một cái combo của mình khá là gọn, mỗi khi mình đi tour hay đi cắm trại mình đều gọi đem nó theo. Thì chi tiết về cái bàn này, cái nước sơn của nó thì nó không có được đẹp các bạn, có nghĩa là nó sơn đều hết các bạn nhưng mà nó không có được đẹp, về chất lượng của nó thì nó là bằng sắt nha. Còn cái về cái phần mà cái mâm của nó, mâm nó trên đây thì nó là bằng nhôm, cái đường viền của nó thì nó bằng nhựa các bạn, chân đều bằng nhựa luôn nha các bạn. Đó thì cái bộ này mình xài qua một thời gian rồi mình mới review cho các bạn biết, chứ lúc mình mua mình khui ra mình thấy không không ấy là mình đã không review rồi các bạn. Xài thời gian ok thì review cũng như là chia sẻ là cho các bạn để các bạn tham khảo, cho những anh em nào mà đang bắt đầu tìm hiểu về chủ đề giống như là camping ha, thú vui camping rồi các kiểu đó, cũng như là đang quan tâm về những cái chiếc bàn ở trên Shopee mà các bạn lựa rất là nhiều, các bạn nhiều khi không có ưng ý shop này shop kia, thì có thể là xem cái video clip của mình, các bạn có thể đưa lại những cái lựa chọn là nên mua cái shop này hay là mua những cái shop nào đó. Thì riêng mình cho đến giờ phút này thì mình cảm nhận cái bàn này rất là ok các bạn ha, nó có rất là nhiều size, hình như cái size này của mình là size size trung bình các bạn.
còn xe lớn, xe vừa, xe nhỏ nữa. Thì những cái thông số cũng như là cái size như thế nào đó trên Shopee á, những cái shop đó có thể là người ta sẽ để chênh lệch nha các bạn. Thì lúc mình mua á, mình nên cân nhắc đó, mình cân nhắc. Thì các bạn có thể là xem cái video của mình là để biết chính xác cái thông số size của cái bàn, chiều cao, chiều ngang, dọc như thế nào đó, thì các bạn có thể là so sánh nó với là những cái shop khác khi mà các bạn mua trên Shopee đó, để mình đưa ra những cái sự lựa chọn đúng đắn, mua cho đúng các bạn ha. Nhiều khi mình mua nhỏ quá thì nó không đủ để đồ, mà mình mua bự quá thì nó không cần thiết quá rồi, nó dư ha. Mua trung bình thì xài là ok rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ gấp nó lại để mình thao tác cho các bạn xem ha. Thì gấp lại thì cũng giống như nãy các bạn ha, đỡ lên đó. Thì mình sẽ cuốn nó như thế nào, cuốn để trong không cho nó bị chày cái mặt bàn các bạn. Thì cái mặt láng này nè, mình sẽ úp lại với cái mặt láng nha, các bạn nên nhớ đó nè. Trở lên úp xuống như thế này ha, đó. Cái mặt láng thì mình sẽ để với mặt láng nha, chứ không mà mình cho cái mặt láng úp xuống phía dưới đây đó, nó mau dễ bị chày. Rồi gỡ lên thôi, cứ làm mạnh dạn không gì hết các bạn, nó đã vô khuôn khổ rồi các bạn, không sao hết. Ok đó, còn cái này thì các bạn cứ việc gỡ lên thôi. Rồi mình gấp nó lại, rồi cắm nó vô. Rồi xong thì mình bỏ vào túi đó, rất là đơn giản các bạn ha. Mình thấy cái bộ bàn này nó rất là tiện hơn là những cái bộ bàn mà có sẵn, như những cái bàn uống cà phê nhỏ nhỏ các bạn mang theo, mình thấy nó bất tiện hơn nhiều, và nó có thể là nó sẽ nặng hơn chút xíu các bạn, nó nặng hơn cái bàn này. Rồi ok đó, thì ở đây mình có cái đầu sách này các bạn ha, mình có thể là máng lên trên vai, máng lên trên vai để mình đem nó đi đó, rất là ok luôn ha. Thì cái link sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả, cũng như là cái chiếc ghế camping này của mình đó, anh em nào cần thiết thì có thể bấm vào cái phần mô tả để tìm kiếm hai cái sản phẩm này để đặt cho mình một bộ ha, để dành đi camping rồi đi dã ngoại câu cá rồi, cũng rất là ok. Nếu các bạn xem video thấy hay, nhớ nút like, subscribe, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình sẽ cố gắng ra nhiều video nữa cho các bạn xem. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và bye bye.